Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video để phân tích một cái bài toán này. Nó đơn giản thôi. Nghe, cái bài toán này là cái bài toán kiểm tra số nguyên tố. Tôi sẽ hướng dẫn cách phân tích và cách tư duy để giải quyết cái bài này như thế nào, cách tiếp cận một bài toán dạng thể loại như thế này, có kiểm tra một số nguyên nhân n đó, xem nó có thỏa mãn với một điều kiện nào đó hay không, nhưng mà nó thỏa mãn điều kiện là số nguyên tố hay không, số hoàn thiện hay không, số chính phương hay không, vân vân. Thì mình làm video này để phân tích, có nghĩa là phân tích và cái tư duy giải quyết cái bài toán là như thế nào, để các bạn có thể hình dung và các bạn xem cái cách phân tích của tôi, và các bạn có thể hiểu cái cách mà khi mình tiếp cận một cái vấn đề về lập trình nó như thế nào. Thì các bạn xem video các bạn sẽ nắm rõ hơn. Thì giờ đây mình sẽ vô phân tích một cái đề bài, đó là cái đề thế này đi nhé. Cái đề là kiểm tra cái đề là đề bài đề là cho nhập vào một số nguyên dương n. Cái nhập này là chúng ta nhập cái giá trị nguyên dương n này từ bàn phím á. Kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không, là số nguyên tố hay không, nguyên tố hay không. Đó, có nghĩa là cái đề này tôi tóm tắt như thế này nhé. Có nghĩa là người ta sẽ cho mình một số nguyên dương n nào đó bất kỳ, và người ta hỏi là cái số nguyên dương n này có phải là số nguyên tố hay không. Đó, bạn trả lời là có hoặc không, yes hoặc no thôi. Đó, chứ nó không có cái vụ mà vừa phải vừa không. Đó, nên cái đề tóm tắt là như vậy. Tôi cho một số nguyên dương n, anh kiểm tra tôi là cái số này có phải là số nguyên tố hay không, anh trả lời cho tôi vậy thôi. Đó, tóm tắt cái đề như vậy. Thì để làm được những cái dạng bài toán như thế này, có nghĩa là ta cho một số nguyên dương n và người ta hỏi cái số nguyên dương n này có phải thuộc một cái loại số nào đó hay không. Thì trong lập trình ta nó có rất là nhiều cái loại số, như số hoàn thiện, số chính phương, số Armstrong, số siêu nguyên tố, số đối xứng, có rất là nhiều số. Thì mình xin lấy một cái đề bài là cái đề bài số nguyên tố để mình phân tích, và những cái bài tập khác các bạn cũng phân tích theo tư duy như vậy thôi thì nó cũng ra. Rồi, thì đầu tiên để làm bài này thì ta phải giải quyết cái khái niệm. Cái khái niệm đó là khái niệm số nguyên tố là gì. Có khái niệm thì số nguyên tố khi người ta định nghĩa như thế này: số nguyên tố n là số mà nó chỉ chia hết cho một và gì, chính nó đây chính là n đó. Có nghĩa là một cái số nào nó thỏa mãn điều kiện là chỉ chia hết cho một và chính nó thì số đó gọi là số nguyên tố. Các bạn hình dung được chưa? Đó. Còn số nào mà chia thêm được thêm một số nữa, ví dụ như số 6, nó không phải là số nguyên tố. Bởi vì sao? Bởi vì số 6 có thể chia hết cho 1 và 6. Ngoài ra chia hết cho 1 và 6 nó còn chia hết cho 2 và 3 nữa. Nó không thỏa mãn cái khái niệm. Vì vậy nó không phải là số nguyên tố. Còn ta định nghĩa số nguyên tố là gì? Số nguyên tố n là số mà nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Thì mình sẽ ví dụ các bạn như thế này. Ví dụ như số 3, số 2, số 3, số 5, số 7. Đây gọi là số nguyên tố, là số nguyên tố. À, bởi vì sao? Bởi vì số 2, số 3, số 5, số 7 nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ví dụ số 3 nó chỉ chia hết cho 1 và 3, số 5 nó chỉ chia hết cho 1 và 5, số 7 nó chỉ chia hết cho 1 và 7. Đó. Các bạn hình dung. Còn ví dụ như những số không phải số nguyên tố như là số 4, số 6, số 8, số 9. Bởi vì sao? Bởi vì những số này nó chia hết cho một và chính nó, đồng thời nó còn chia hết cho một số khác nữa, nó không thỏa mãn cái điều kiện không phải là số nguyên tố, không phải là số nguyên tố. À, các bạn hình dung. À, nếu như cái số nào, một số nguyên dương nào mà thỏa mãn cái điều kiện là chia hết cho một và chính nó thì đó gọi là số nguyên tố. Thì mình sẽ cho những cái ví dụ điển hình thôi cho nó có rất là nhiều. Thì số 4, số 6, số 8, số 9. Bây giờ số 8 nó chia hết cho một, cho 8 và còn chia hết cho 2, cho 4 nữa. Số 9 nó chia hết cho 1 và 9, đồng thời nó còn chia hết cho một số nữa là số 3 nữa. Vậy nó không phải là số nguyên tố. Ta định nghĩa số nguyên tố là số chia hết cho 1 và 9 nó mà. Nhưng anh này không thỏa mãn quy tắc, không thỏa mãn cái khái niệm. Còn những số 2, 3, 5, 7 là những số thỏa mãn cái khái niệm. Đó, thì các bạn hình dung.
Thì số nguyên tố là một số nó bắt đầu từ số 2 trở đi. Có nghĩa những số nào mà bé hơn số 2 chắc chắn không phải là số nguyên tố. À, những số nào mà từ số 2 trở về sau, à, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì đó thì chúng ta kiểm tra số đó. Những số mà bé hơn 2 chắc chắn không phải là số nguyên tố. À, và cái khi mình làm nhiều bài tập, khi làm bài tập cái dạng này thì mình rút ra cái kinh nghiệm đó chính là những số nào mà là số chẵn chắc chắn không phải là số nguyên tố. Bởi vì số chẵn ngoài việc nó chia hết cho một và chính nó còn chia hết cho một số chắc chắn là sẽ chia hết cho số 2. Số chẵn mà số chẵn là trả chia hết cho số 2 đúng không? Vì vậy những số chẵn chắc chắn không phải là số nguyên tố. Vì vậy khi nhập một giá trị n vào, chúng ta nếu như giá trị đó là giá trị chẵn, chúng ta kết luận ngay lập tức đó không phải số nguyên tố luôn. Còn những giá trị là lẻ thì là hên xui. Nhưng số 9 là số lẻ nhưng mà số 9 không phải số nguyên tố. Đó, số 25 là số lẻ mà không phải số nguyên tố. Có nghĩa là số chẵn chắc chắn không phải số nguyên tố. Chúng ta chỉ cần đi kiểm tra những số lẻ thôi là được rồi. Thì phân tích cái bài này thế nào, mình rút ra một cái nhận xét thế này nha. Nhận xét tất cả luôn, tất cả các số chẵn không phải là số nguyên tố. Không phải là số nguyên tố. Không phải là số nguyên tố. Thì có thể mình nói các bạn chưa hình dung được, các bạn cứ ngồi ngẫm, ngồi nghiệm, ngồi lấy giấy ra nghiệm đi. Có trường hợp nào mà số chẵn là số nguyên tố thì chỉ có một trường hợp duy nhất, đó chính là số 2. Số 2 là một số chẵn duy nhất là số nguyên tố thôi. Số 2 là số đặc biệt, nó là số chẵn duy nhất và đồng thời nó là số nguyên tố. Còn tất cả các số chẵn, tất cả các số chẵn ngoại trừ số 2. Ngoại trừ số 2, bởi số 2 là một số chẵn duy nhất trong tất cả các số nguyên tố thì số 2 là số chẵn duy nhất là thuộc số nguyên tố. Còn tất cả những số còn chẵn còn lại không phải số nguyên tố. Các số chẵn đó không phải là số nguyên tố. Tiếp theo nhận xét thứ hai là những số nào bé hơn 2 thì kết luận không phải số nguyên tố luôn. Kết luận không phải số nguyên tố luôn. Chúng ta kết luận nó là không phải số nguyên tố luôn, khỏi cần kiểm tra nữa. Nếu như anh nhập vào số chẵn, tôi kết luận là không phải số nguyên tố. Anh nhập vào cho tôi là số lẻ, tôi kết luận không phải số nguyên tố. Đó, số chẵn ngoại trừ số 2 nha. Những số nào bé hơn 2 không phải là số nguyên tố. Số nguyên tố duy nhất là số chẵn, chỉ có số 2 thôi. Và chúng ta kiểm tra những số nguyên tố là những số lớn số 2 thôi, những số bé hơn là không phải rồi. Thì có hai nhận xét này. Không phải là số nguyên tố. Mình nhận xét như vậy, nhận xét như vậy. Và đây là cái thực toán mà mình sắp hướng dẫn các bạn tới đây, nó chỉ là một trong các thực toán kiểm tra số nguyên tố. Nó có những cách hay hơn cách mình, nó có những cách tối ưu cách mình, nhưng đây cách mình nghĩ nó dễ hiểu để cho những bạn nào mới tiếp xúc lập trình các bạn có thể hình dung được nó rõ ràng hơn. Còn nó có những cái cách rất là hay, rất là tối ưu, nhưng cách rất hay tối ưu đó có thể thường nó không dễ hiểu đâu. Nó sẽ tại vì nó tối ưu quá nên cái thực toán của nó hơi khó hiểu, vậy các bạn phải cần thời gian. Mà các bạn mới tiếp xúc lập trình mà, các bạn cứ làm cách nào đơn giản dễ hiểu là được rồi. Từ từ chúng ta có trình độ, ta nâng cao trình độ, ta sẽ tìm những cách tối ưu hóa hơn. Đầu tiên ta tiếp xúc, ta cứ tiếp xúc những cái thực toán đơn giản dễ hiểu là được rồi. Thì cái thực toán này chúng ta gồm những cái thì mình sẽ phân tích như thế này để ra thực toán nè. Thực toán em được ở ban đầu là ý tưởng đó đi, ý tưởng rồi mới đến thực toán. Ý tưởng nha, ý tưởng và thực toán. Ý tưởng như thế này, người ta định nghĩa số nguyên tố là một số chia hết cho một và chính nó. Vì vậy trong cái quá trình tôi nghiên trong tôi làm bài tập thì tôi có ý tưởng như thế này, nghĩa là trong cái đoạn từ 1 đến 9 nó, mà nếu như nó chia hết cho một cái số nào đó trong cái đoạn từ 1 đến 9 nó thì nó không phải số nguyên tố. Ví dụ như n đi, tôi hình dung ví dụ như tôi cho cái ví dụ là cái ví dụ như thế này. Bây giờ người ta nói số nguyên tố là số chia hết cho 1 và 9 nó thôi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra trong cái đoạn từ 1 đến 9 nó. Thôi, cái trong cái khái niệm là tôi đã có cái ý tưởng là bài này, đúng không? Người ta nói số nguyên tố là số chia hết cho 1 và 9 nó.
Vì vậy nếu trong cái đoạn nào từ 1 đến 9 nó mà nó có một số nguyên nào đó mà nó chia hết thì chắc chắn nó không phải là số nguyên tố. Tôi ví dụ như cái số 10 đi. Số 10 không phải là số nguyên tố. Đó, tôi sẽ kiểm tra, ví dụ tôi cho n là cái số tôi cho cái n là một cái số thì mình xin trở lại cái bài cái này, thì n ví dụ n 7 đi. Thì trong cái đoạn từ 1 đến 9 nó nha. Chia trong cái đoạn từ 1 đến 9 nó chứ là từ 1 đến 7. Trong cái đoạn này gồm những số nào? Trong cái đoạn này gồm những số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì trong cái đoạn này số 7. Số 7. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, trong cái đoạn này, trong cái đoạn từ 1 đến 7 có những số là 1 2 3 4 5 6 7. Thì trong cái đoạn này số 7 có chia hết cho số nào không? Qua hình dung coi. Không chia hết. À, chia hết chứ. Chia hết. Đó. Còn số 2. Số 2 các bạn hình dung có chia hết không? Không chia hết. Không chia hết. Số 3 có chia hết không? Không chia hết. Số 4 có chia hết không? Không chia hết. Số 7 chẳng không chia hết rồi. Không chia hết. Này có chia hết không? Không chia hết luôn. Đó, con này, số này sao? Số 6 vẫn không chia hết luôn. Số 7 chia hết. Thì nó có thỏa mãn, các bạn nhìn cái ví dụ này các bạn thấy nó có thỏa mãn cái điều kiện không? Cái điều kiện người ta nói nếu như một số nguyên như n nào đó là số nguyên tố thì nó chỉ chia hết cho một và chính nó nè. Thì trong cái trường hợp này có phải số 7 là số nguyên tố? Bởi vì số 7 chia hết cho một và chính nó. Ở trong cái đoạn từ 1 cho đến 7 nó không hề chia hết cho số nào hết ngoại trừ số 1 và số 7. Vì vậy nó thỏa mãn cái khái niệm, nó thỏa mãn cái định nghĩa là số nguyên tố. Vì vậy số 7 là số nguyên tố. Đó, các bạn hình dung là số nguyên tố. Là số nguyên tố. Rồi, bây giờ mình ví dụ như một cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp nó không phải là số nguyên tố đi. Tôi ví dụ n là 9 đi. N bằng 9 đi. Thì suy ra trong cái đoạn từ 1 đến 9, tôi sẽ kiểm tra trong cái đoạn từ 1 đến 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tôi kiểm tra trong cái đoạn này xem n có chia hết số nào không? Thì các bạn hình dung. Mình sẽ làm từ từ. 9 chắc chắn sẽ chia hết cho 1. 9 không chia hết cho 2. Không chia hết. Số 3 chia hết. Số 4 không chia hết. Số 5 không chia hết. Số 6 vẫn không chia hết luôn. Đó. Số 7 không chia hết luôn. Số 8 không chia hết luôn. Số 9 chia hết. Thì số 9 không phải là số nguyên tố. Bởi vì sao? Bởi vì số 9 chia hết cho 1 và 9 chắc chắn. Một số nguyên dương nào thì chia hết cho 1 và 9. Ngoại trừ nó chia hết cho 1 và 9, nó còn chia hết cho số 3 nữa. Nó không thỏa mãn cái định nghĩa. Cái định nghĩa người ta nói số nguyên dương n là số nguyên tố khi nó chỉ chia hết cho 1 và 9 nó. Nhưng trong trường hợp này nó còn chia hết cho số 3 nữa. Vì vậy nó phá vỡ cái định nghĩa. Vì vậy nó không phải là số nguyên tố. Đó, các bạn hình dung chưa? Ở đây là toán dễ hiểu nhất. Đó. Nhưng mà thông qua hai ví dụ này để mình nói thế nào? Thông qua hai ví dụ này mình có nhận xét như thế này. Một số cho dù nó là số nguyên tố, là số nguyên tố, ví dụ số 7, thì chắc chắn nó cũng chia hết cho 1 và 9 nó. Và một số không phải là số nguyên tố. Thì tôi có nhận xét như thế này. Đó, một số là số nguyên tố thì nó cũng chia hết cho 1 và chính nó. Và một số không phải là số nguyên tố. Không phải là số nguyên tố thì nó cũng chia hết cho gì? Cho 1 và chính nó. Đương nhiên, các bạn hình dung đương nhiên không? Vì vậy, thông qua nhận xét này để làm gì? Thông qua cái nhận xét này. Cái nhận xét là gì? Một số nếu nó là số nguyên tố thì nó sao? Cũng chia hết. Thì nó chắc chắn sẽ chia hết cho 1 và chính nó. Và một số không, một số nếu nó không phải là số nguyên tố, là số nguyên tố thì chắc chắn
Nó cũng gì? Nó cũng chia hết cho một và chính nó. Các bạn hình dung chưa? Không qua hai khái niệm này, hình dung chưa? Nó không qua hai cái ví dụ này. Nhận xét là để làm gì? Để chúng ta sẽ không kiểm tra trong cái đoạn từ 1 đến 9 nữa, trong cái đoạn từ 1 đến n nữa, mà chúng ta sẽ kiểm tra trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 là đủ. Chúng ta chỉ cần kiểm tra trong cái đoạn từ 2 nè đến n trừ đi 1, n ví dụ là 9, thì ta chỉ cần kiểm tra trong cái đoạn từ 2 cho đến 8 là đủ rồi. Bởi vì cái đoạn số 1, số 9 này chắc chắn chia hết rồi. Vì vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra trong cái đoạn từ 2 cho đến n trừ đi 1. Nếu trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 này mà cái n đó chia hết cho một cái số nào trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 này, thì chúng ta lập tức kết luận ngay là nó không phải là số nguyên tố. Vì vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được hai cái vòng lặp. Chúng ta tiết kiệm được cái số lần lặp, cái số lần kiểm tra, tức chúng ta tiết kiệm được hai lần kiểm tra nữa. Vì cái số 1, số 9, số 1 và n chắc chắn là n chia hết cho 1 và n rồi, chúng ta kiểm tra làm gì? Chúng ta chỉ kiểm tra trong cái đoạn từ 2 đến n trừ 1 là đủ. Đó, các bạn hình dung chưa? Thì không qua nhận xét này để như vậy đó. Không qua nhận xét này để suy ra làm gì? Chúng ta chỉ cần gì? Kiểm tra trong cái gì? Cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1. N trừ đi 1 là đủ. Có nghe điều này là gì? Chúng ta tiết kiệm được gì? Tiết kiệm được hai lần kiểm tra. Đó chính là kiểm tra với số 1 và n. Bạn chung chưa? Nếu như trong cái đoạn này, trong cái đoạn 2 đến n trừ đi 1 mà n chia hết cho một số nào, một số nào đó trong cái đoạn 2 đến n trừ đi 1, thì gì? Thì chúng ta kết luận là gì? N không phải là số nguyên tố. Đó, có nghĩa trong cái đoạn từ, thông qua cái nhận xét này để chúng ta làm gì? Ta chỉ cần kiểm tra trong cái đoạn từ 2 đến n trừ 1 là đủ. Thì trong cái đoạn từ 2 đến n trừ 1 này mà n chia hết cho một số nào đó nữa, một số nào đó trong cái đoạn từ 2 đến n trừ 1 này nè. Đó, thì chúng ta kết luận n không phải là số nguyên tố. Và ngược lại, nếu như trong cái đoạn từ 2 đến n trừ 1 này mà n không chia hết cho một số nào, thì chúng ta kết luận n là số nguyên tố. Thì đây là một cái cách phân tích và một cái tư duy để làm cái dạng bài như thế này. Mình sẽ phân tích để các bạn hiểu rõ hơn là như vậy. Đó, mình đi từ từ qua những cái ví dụ, không qua những ví dụ để các bạn hình dung rõ hơn thì tại sao nó là như thế này, tại sao mình rút ra cái nhận xét này. Thì không qua cái ví dụ mình thấy điều đó. Các bạn làm bài tập, các bạn muốn làm bài tập, các bạn muốn thiết kế một cái ý tưởng để làm, để giải một cái bài toán nào đó. Thì chúng ta muốn có một thực toán, chúng ta phải cho cái ví dụ ra như như này nè, để mà thấy được cái quy tắc, phải cho thấy được cái sự chung nào đó, và chúng ta hình thành ý tưởng từ cái này. Và thông qua đó, ví dụ bạn nào có tư duy bén một tí thì các bạn thông qua cái khái niệm, cái định nghĩa là các bạn đã làm được cái bài dạng bài như thế này rồi. Các bạn hình dung một tí là ra rồi. Đó, thì các bạn nào đầu tiên tiếp xúc lập trình thì các bạn cứ phân tích từ từ, đi từ từ. Thì đầu tiên sẽ có sai, người ta sửa, nó sẽ giỏi. Từ từ cái gì nó cũng bắt đầu từ con số không cả. Đó, thì đây là cái ý tưởng mình. Thì như cái thuật toán chúng ta cứ làm theo ý tưởng này thôi. Chúng ta sẽ cho cái vòng lặp nó diệt từ gì? Cái vòng lặp nó diệt từ 2 cho đến n trừ đi 1. Đó, nó diệt từ 2 này đến n trừ 1. Đó, giá trị khởi tạo đầu tiên là 2. Đó, bé hơn n trừ đi 1, y bé hơn n trừ đi 1. Y bé hơn n, y bé hơn bằng n trừ đi 1 hay tương đương là y bé hơn n. Mỗi lần y cộng cộng lên. Sau đó chúng ta lấy gì? Lấy n chúng ta chia cho cái y đó. Nếu như n nào mà phần trăm cho y mà sao? Bằng 0. Có nghĩa là trong cái đoạn từ 2 đến n trừ 1 đó, n chia hết cho một số nào đó nữa, thì chúng ta kết luận n không phải số nguyên tố. Thì đây mình xin được áp dụng cái kỹ thuật đặt cờ hiệu. Đó, nó cũng đơn giản thôi. Thì mình có thể làm bài này trên là hai hai cái kiến thức, là làm không dùng hàm và làm có dùng hàm. Thì để qua code để các bạn hình dung rõ hơn nè. Thì thực toán nó thì đó, các bạn hình dung. Thì đầu tiên là chúng ta phải include cái thư viện vào nha. Đó, đầu tiên mình làm nó không có này, nó bị ấy rồi. Đầu tiên tôi sẽ làm trên một cách là không dùng hàm và cách có dùng hàm nhé. Extreme, IO extreme, using embeds.
trên không. Rồi, đầu tiên chúng ta khai báo một cái in n để nhập giá trị, và chúng ta yêu cầu người dùng nhập vào giá trị, nhập giá trị n nha, và chúng ta xin n. Rồi, sau đây chúng ta kết luận. Đầu tiên là tôi cho một cái biến bold là một cái biến cờ hiệu, tôi đã kiểm tra. Đầu tiên là tôi sẽ giả sử, tôi không biết n là số nguyên tố hay không, tôi giả sử là số nguyên tố, vậy tôi cho cái biến bold này là kiểm tra bằng true. Thì biến bold này là một cái biến, nó là cái kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu luận lý. Luận lý là sao, đúng hoặc sai, nó chỉ trả cho chỉ thị true hoặc false, nó cái độ lớn là một byte. Thì đây là kỹ thuật đặt cờ hiệu. Đầu tiên là tôi giả sử n là số nguyên tố, tôi không biết, tôi giả sử đại, giả sử là số nguyên tố, giả sử là tôi đoán nó là số nguyên tố đó, tôi đoán và tôi sẽ đi kiểm tra. Tôi giả sử là số nguyên tố và tôi sẽ đi kiểm chứng cái điều đó bằng cách tôi dùng vòng lặp for. Vòng lặp for đó, vòng lặp for này làm gì? Thì vòng lặp for này để diệt trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 đó, hồi nãy mình phân tích đó đó. Vòng lặp làm gì? Vòng lặp diệt các giá trị từ 2 đến n trừ đi 1, diệt các giá trị trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 để chúng ta kiểm tra trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 này. Trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 này thì cái n có chia hết cho một cái số nào đó trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 này nữa hay không? Cái biệt thuật toán nữa tôi đã phân tích. Đó. Khi tôi khởi tạo giá trị y bằng 2, y bé hơn n y cộng cộng, có phải là tương đương với gì? Y bé hơn bằng n trừ 1 thì tương đương là y bé hơn n không? Thôi tôi để n trừ đi 1 để cho bạn dễ hình dung nha. Rồi, thì trong cái đoạn này nếu như n mà nó phần trăm cho y, là nó trong cái đoạn từ 2 đến n trừ đi 1 này mà n chia hết cho một số nào, chia hết là phần trăm bằng 0, dư 0. Thì đâu nếu chia hết thì sao? Chia hết nghĩa là lúc này cái giả sử đầu tiên của tôi đã bị sai, thì tôi sẽ kiểm tra bằng for. Đó, tôi không cần kiểm tra nữa, đó tôi kiểm tra bằng for, các bạn hình dung chưa? Đó là đầu tiên tôi giả sử nó là số nguyên tố, mà nếu trong cái đoạn từ n từ 2 đến n trừ đi 1 này mà tôi phát hiện là n chia hết cho một số nào đó nữa, thì tôi sẽ bật là cái biến kiểm tra này là biến kiểm tra này bằng for. Nên là tôi cập nhật lại n không phải là số nguyên tố, là số nguyên tố. For nghĩa là sai, nghĩa là cái cập nhật của tôi đã sai rồi, và tôi sẽ break ra khỏi vòng lặp luôn. Đây là cái lệnh thoát ra khỏi vòng lặp hiện tại. Tại sao tôi thoát? Có nghĩa trong cái đoạn đó tôi kiểm tra có một số là không phải rồi, thì tôi cần tôi kiểm tra nữa nó dư. Ví dụ như số 6 đi, thì trong cái đoạn từ 6, trong cái đoạn từ 2 đến n trừ 1 là phải 2 đến 5 không? Thì trong cái đoạn từ 2 đến 5 có những số nào? 2, 3, 4, 5. Mà 2, 3, 4, 5, số 6 đã chia hết cho số 2 rồi, thì chắc chắn số 6 không phải số nguyên tố rồi. Chúng ta kiểm tra làm chi nữa? Thì tôi biết thì sau đó là số 6 sẽ chia hết cho số 3 nữa, mà kiểm tra là dư thừa rồi. Nghĩa nó chỉ cần chia hết cho một số nào đó nữa là tôi đủ điều kiện là kết luận nó không phải số nguyên tố rồi, tôi khỏi cần kiểm tra nữa. Các bạn hình dung được chưa? Đó, thì kiểm tra như vậy thôi. Nếu kiểm tra mà tôi phát hiện nó chia hết trong số nào thì tôi bật cái biến cờ hiệu, là cái biến cờ hiệu là kiểm tra bằng for. Nghĩa là sai, có nghĩa cái giả sử ban đầu của tôi đã sai. Trong cái tôi đi kiểm chứng thì cái giả sử ban đầu tôi đã sai đó, và tôi kiểm tra xong tôi break ra ngoài luôn, tôi thoát khỏi vòng lặp luôn, tôi không cần kiểm tra nữa. Các bạn hình dung chưa? Rồi ra ngoài đây tôi mới có cái câu lệnh là nếu tôi kiểm tra, nếu như cái biến kiểm tra của tôi sao, cái biến kiểm tra của tôi vẫn bằng true thì có nghĩa là cái giả sử ban đầu của tôi là đúng. Thì tôi làm gì? Tôi kiểm tra, tôi in ra n, tôi kết luận là n là gì, là số nguyên tố đó. Còn l lại nghĩa là sao? Ngược lại thì tôi kết luận n không phải là số nguyên tố, không phải là số nguyên tố đó. Các bạn hình dung có nghĩa là gì? Tôi nhắc lại cái này, tôi dùng cái thuật là đặt cờ hiệu. Tôi đặt một cái cờ hiệu là cái biến kiểm tra là tôi giả sử n là số nguyên tố là bằng true, giả sử đại tôi không biết. Giống như bây giờ tôi có ba người là a b c họ trong cái căn phòng, thì tôi không biết cái chú nào cao hết, tôi không có biết chú nào cân nặng hết, là nặng nhất trong ba chú đó a b c. Tôi sẽ mặc định đại một đứa
Dù A, tôi mặc định thằng A là thằng nặng nhất. Sau đó tới thằng A, tôi đi kiểm tra với thằng B. Mà nếu như B nặng hơn A, thì cái giả sử ban đầu của tôi thằng A nặng nhất là nó đã bị sai. Tôi cập nhật lại B là thằng nặng nhất. Sau đó tôi lấy thằng B, tôi đi kiểm tra với thằng C nữa. Mà nếu như thằng B đó lại nhẹ ký hơn thằng C, thì nghĩa là tôi lại sai nữa. Đó, tôi lúc đó tôi khi tôi mặc định lại thằng C là thằng nặng nhất. Ở sau quá trình kiểm tra mà nếu như nó thì các bạn hình dung như vậy. Thì tôi bật lý cần hiệu và kiểm tra bằng tru. Và tôi đã sẽ đi về cái vòng lặp từ 2 đến n trừ 1. Thì tại sao vậy, từ 2 đến n trừ 1 tôi đã nói rồi, tôi cũng nhắc lại. Trong cái đoạn đó nếu như tôi phát hiện một cái giá trị y nào đó mà n nó chia hết cho giá trị y đó. Ngay trong cái đoạn từ 2 n từ 2 đến n từ 2 đến n trừ 1 mà n chia hết cho một số nào đó nữa nè. Chia hết nghĩa là phần trăm cho cái số đó bằng 0. Thì giả sử ban đầu tôi là sai. Tôi bật lại cái biến kiểm tra là cái biến cờ hiệu của tôi là bằng false. Đó là tôi cập nhật lại n không phải là số nguyên tố và tôi thoát ra khỏi vòng lặp luôn. Tôi không cần đi kiểm tra nữa, bởi vì kiểm tra nữa nó dư thừa. Tôi chỉ cần phát hiện một số nào đó nữa mà nó chia hết là không phải là số nguyên tố thôi. Nó các bạn hình dung khi tôi rút ra khỏi vòng lặp luôn. Và sau khi thoát khỏi vòng lặp, thoát khỏi cái sự kiểm tra, thoát khỏi cái tôi đi kiểm chứng, thoát khỏi cái vòng lặp, tôi sẽ có một cái điều kiện. Nếu như cái biến kiểm tra vẫn bằng true, có nghĩa cái giả sử ban đầu của tôi n số nguyên tố nó là đúng, thì tôi kết luận n là số nguyên tố. Còn ngược lại, biến kiểm tra bằng false, có nghĩa cái này là tương đương biến kiểm tra bằng false, tương đương kiểm tra, tương đương là nếu nếu như kiểm tra bằng gì bằng false đó, thì tôi kết luận n không phải là số nguyên tố. Và đây tôi chạy thử cho các bạn xem hình dung. Nhập n là 5, 5 là số nguyên tố. Và cái chỗ này tôi sẽ xem qua chỗ này tí. Và tôi sẽ bắt thêm một số điều kiện nữa. Thế là sao? Điều kiện trong dạng C này nè. Tất cả các số chẵn ngoại trừ số 2 thì không phải là số nguyên tố. Những số nào bé hơn 2 cũng không phải là số nguyên tố. Tôi bắt cái điều kiện này để tôi khỏi cần kiểm tra. Bạn hình dung chưa? Sẽ bắt cái điều kiện này cho bạn coi. Rồi tôi bắt điều kiện đây. Đầu tiên, tôi cho mặc định. Nếu cái n của tôi mà nó bé hơn 2, tôi sẽ bật cái biến kiểm tra lại là cái biến cờ hiệu kiểm tra bằng phone đó. Còn ngược lại cái chỗ này L có phải là tương đương như cái if là gì, n lớn hơn bằng 2 không đó. Mà nếu như gì, nếu như n bằng 2 thì sao, nếu như n bằng 2 thì cái biến kiểm tra vẫn bằng true. Thì tôi mặc định luôn đi cho dễ hình dung, kiểm tra bằng true đó các bạn hình dung. Còn L lại, L chỗ này là tương đương với gì, L L chỗ này là tương đương với if n lớn hơn 2 đó. Tôi cho rằng là for vô, dục này vô. Còn tôi Ctrl+F để nó cân chỉnh dòng nữa. Rồi, thì cái chỗ này tôi ngược lại nếu luôn. Ngược lại nếu như N nó rồi, cái chỗ này là N lớn bằng 2 đúng không? Thì if chỗ này nếu như N mà phần trăm gì? Phần trăm cho 2 mà bằng bằng 0 thì cái biến kiểm tra sẽ bật lại là false. Có những số nào chẵn chắc chắn không phải là số nguyên tố. Đó. Số chẵn chắc chắn không phải là, không phải là số nguyên tố đó. Còn ngược lại số nào lẻ thì sẽ đi kiểm tra đó, các bạn hình dung đó. Những số nào chẵn nè, n phần trăm cho 2 bằng bằng 0 chắc chắn là số chẵn. Số chẵn thì kiểm tra bằng phone, tôi khoảng khỏi cần đi kiểm tra nữa, tôi kết luận luôn nó không rồi. Còn cái L này là tương đương với là N gì? Cái L này là tương đương với nếu N phần trăm cho 2 khác không. Nên tôi chỉ cần đi kiểm tra những số chẵn là được rồi. Các bạn hình dung chưa? Đó, nếu N bé hơn 2, những số bé hơn 2 chắc chắn không phải là số nguyên tố. Không phải là số nguyên tố. Đó. Còn số nào lớn bằng 2, lớn hơn bằng 2 mà nếu như nó là số chẵn thì kết luận không phải số nguyên tố. Còn ngược lại nó là số lẻ thì tôi sẽ đi kiểm tra. Đó các bạn hình dung. Tôi sẽ chạy thử cho các bạn xem.
Thì tôi nhập vào số âm đi, nó kết luận ngay trừ 5 không phải là số nguyên tố. Tôi nhập vào số 1 đi, nó kết luận 1 không phải là số. Tôi nhập vào số 2 nè, bằng chung nhập vào số 2 nè, nó kết luận 2 không phải là số nguyên tố. Cái vòng lặp chúng ta nó có gì đó sai sót ở đây, các bạn hình dung. À, 2 chỗ này, tại vì 2 phần trăm cho 2 là số nguyên tố rồi, các bạn hình dung chưa? Cho nên nó sẽ bị lỗi chỗ này. Thì chỗ này chúng ta sửa như thế nào? Thì tôi sẽ sửa như thế này nha. Nếu n cho 2 gọi là chỗ này gọi lại nếu n mà bằng bằng 2 đó, thì tôi kết luận là kiểm ngược lại nếu n lớn hơn 2 đó. Còn n bằng 2 là tôi mặc định sẵn là số nguyên tố rồi. Nghĩa là nếu tôi nhập vào giá trị nào mà n bé 2, tôi kết luận kiểm tra không phải số nguyên tố. Tôi mặc định lại, tôi giả sử đầu tôi là sai. Còn nếu như n nào mà lớn hơn 2 thì tôi sẽ kiểm tra, nếu như là số chẵn thì tôi cập nhật cái biến kiểm tra bằng for. Còn nếu như là số lẻ tôi sẽ đi kiểm tra trong một lập for. Các bạn hình dung được chưa? Còn nếu như n mà bằng 2 thì chắc chắn là số nguyên tố rồi. Bởi vì nó là số chẵn duy nhất. Rồi, tôi nhập số 2, 2 là số nguyên tố, tôi nhập vào số 9 đi. Nó kết luận 9 không phải số nguyên tố, tôi nhập vào số 7 đi. Nó sẽ kết luận 7 là số nguyên tố. Tôi nhập vào số 15, 15 không phải là số nguyên tố. Tôi nhập vào số 16, 16 không phải số nguyên tố, bởi vì đây là số chẵn. Số chẵn chắc chắn không phải là số nguyên tố. Các bạn hình dung được chưa? Thì đây là cái thực toán để kiểm tra cái điều kiện để kiểm tra n có phải số nguyên tố hay không. Và tôi có bắt cái điều kiện rõ ràng hết, bắt cái điều kiện để cho nó đỡ cái vòng lặp kiểm tra, nghĩa là những số nào không phải số nguyên tố, người ta sẵn sàng kết luận ngay lập tức luôn, đúng không? Rồi, thì đây là cách không dùng hàm nhé. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cách dùng hàm để các bạn hình dung đây. Thì tôi sẽ lấy cái đoạn copy này lại và tôi đóng nó lại. Đó, đóng nó lại, đóng nó lại, đóng nó lại luôn. Đây là cách không dùng hàm để các bạn nào không dùng hàm, các bạn có thể học đến, chưa học đến cái cách hàm các bạn có thể làm được. Và đây là cách mà tôi sẽ dùng hàm đây. Tôi sẽ dùng một cái hàm có kiểu liệu trả về là hàm bon. Thì nếu bạn nào chưa học hàm, các bạn nghe đây các bạn có thể chưa hiểu được đâu. Kiểm tra số nguyên tố. Bây giờ tôi sẽ không nói rõ lại là cái hàm, cái thức hàm mà tôi chỉ làm và nói sơ qua thôi. Tôi dùng cái hàm là hàm bon, là hàm có giá trị trả về, là hàm kiểu luận lý trả về true hoặc false. Đầu tiên nhập vào n và tôi kiểm tra đó. Đầu tiên tôi nhận, tôi vẫn mặc định như thế nào đó. Đầu tiên tôi cho một cái biến bon kiểm tra đó, bạn hình dung kiểm tra bằng true luôn, ấy hệt vậy luôn. Thì tại sao bằng true, các bạn hình dung được rồi nhé. Rồi sau khi đây tôi sẽ return một cái giá trị cho nó, return gì, cái biến kiểm tra, cái biến kiểm tra đó. Và tôi sẽ gọi ra cái hàm này. Thật sự tôi cũng dục cái thực toán, tôi bỏ cái thực toán lúc nãy vô đây thôi, kiểm ra cái bài hàm thôi. Đấy, nghe tôi cho vào một số nguyên n đó, tôi sẽ kiểm tra xem số này có phải số nguyên tố hay không bằng cái hàm bon. Nghe, nếu nó n số nguyên tố tôi return về true, n không phải số nguyên tố tôi return về false. Tôi gọi ra cái hàm này đó, tôi có cái lệnh điều if kiểm tra đó, tôi gọi là cái hàm này, tôi gọi là hàm này, gọi là cái hàm này coi. Tôi truyền một cái n nó chạy thử. Khoan, rồi ta chạy thử. Nhập số 5, 5 là số nguyên tố. Số 5, số 9, 9 không phải là số nguyên tố. Nhập số âm,
Không phải số nguyên tố, tôi nhập vào số 10, không phải số nguyên tố. Test rất là nhiều trường hợp nhé, để bạn hình dung được. Số 16 không phải số nguyên tố. Số 31 là số nguyên tố. Số 32 không phải số nguyên tố. Ok, đây là cái thuật toán kiểm tra số nguyên tố. Thì đầu tiên tôi sẽ đã phân tích rồi. Nên các bạn có thể không làm theo thuật toán của tôi, nhưng các bạn có thể làm theo cách của bạn. Thông qua cái phân tích và cái tư duy đầu tiên mà tôi đã phân tích lúc đầu. Đó, còn cái code này các bạn có thể xem lại và các bạn sẽ hình dung hơn. Bởi vì các bạn nghe tôi nói, các bạn sẽ không hiểu được hết 100%, các bạn chỉ hiểu 30-40% cái ý tưởng thôi. Các bạn phải làm và làm, thực hành và thực hành. Các bạn phải code, các bạn phải lấy giấy ra, các bạn phải ngồi, các bạn suy nghĩ tại sao tôi làm như vậy. Các bạn sẽ hiểu đó 100% thôi. Đó, bây giờ nói các bạn có thể hiểu được cái hình dung, cái ý tưởng thôi. Còn cái code này các bạn phải xem đi xem lại, các bạn nghiền ngẫm nó thì các bạn có thể hiểu rõ hơn mới được. Vì không thể nào mà tôi nói các bạn hiểu 100% được. Có vấn đề như vậy thì ta dùng hàm, phải nó tiết kiệm rất là nhiều bằng code rồi. Bạn hình dung chưa? Ta kích đó, ta dùng cái hàm là cái hàm kiểm tra, là cái hàm bool và trả gì true hoặc false, đúng hoặc sai thôi. Đó thì tôi sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì các bạn xem lại để các bạn hãy nắm rõ hơn và hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn. Các bạn cứ thực hành đi. Đó, còn cái ý tưởng, tôi nghĩ cái ý tưởng các bạn chắc chắn các bạn sẽ hiểu. Đó, còn cái thực toán và cái code này có thể các bạn chưa hình dung được lắm, thì các bạn có thể lấy ra, các bạn ngồi nghiền ngẫm lại thì bạn sẽ hiểu rõ hơn cái vấn đề.